Người dân ở vùng núi gần Sochi, khu vực đang diễn ra Thế vận hội Olympic mùa đông cho biết họ rất tự hào vì năm nay địa phương được tổ chức một sự kiện thể thao lớn, nhưng cuộc sống gặp đôi chút bất tiện khi giá cả đồng loạt tăng vào dịp này. Để chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông 2014, chính phủ Nga đã xây dựng thêm các dự án ở những thị trấn gần vùng núi Sochi, nơi tổ chức thi đấu, và điều này ảnh hưởng rất nhiều đến người dân địa phương. 7 năm trước khi kế hoạch tổ chức Olympic được công bố, người dân địa phương không thật sự chuẩn bị tinh thần cho những thay đổi lớn. Có nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đã diễn ra, nhiều người giống như bị sốc và không kịp thích nghi. Nhưng khi Thế vận hội diễn ra, hầu hết người dân đều bày tỏ sự vui mừng và tự hào khi đón các đoàn vận động viên từ nhiều nước đến. Điều quan trọng bây giờ là chúng tôi đang đăng cai Olympic mùa đông ngay tại quê hương mình. Tôi cảm thấy rất tự hào, đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Tuy nhiên, với một vài người, Thế vận hội cũng khiến cuộc sống của họ xáo trộn, đặc biệt khi nhiều du khách kéo đến đẩy giá cả tăng lên. Đặc biệt, giá nhà hàng khách sạn hầu hết đều gấp đôi kể từ ngày thi đấu đầu tiên. Tôi hy vọng chính quyền địa phương sẽ tìm cách giải quyết vấn đề giá cả leo thang cao như bây giờ. Nếu họ làm giá thành hạ xuống, du khách sẽ tới nhiều hơn. Chính phủ Nga đã đầu tư 50 tỷ đô la Mỹ cho Thế vận hội Olympic mùa đông lần này, với kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần quảng bá du lịch cho địa phương.